người yêu thiên văn ở Jaffna, miền Bắc Sri Lanka, là những người đầu tiên ở khu vực châu Á được chứng kiến nhật thực vòng tròn lửa. Thời gian mặt trăng mới, giai đoạn mặt trăng đầu tiên che phủ một phần mặt trời kéo dài gần 3 phút, xảy ra vào lúc 9 giờ 37 phút theo giờ địa phương, tức 11 giờ 7 phút theo giờ Hà Nội. Theo trang web space.com, hiệu ứng vòng tròn lửa diễn ra lâu nhất tại khu vực phía đông đảo Pulau Jin Besar của Indonesia. Người dân Singapore ngắm nhật thực vào lúc 13 giờ 25 phút, còn người dân thành phố General Santos ở Philippines thấy hiện tượng này vào lúc 14 giờ 20 phút. Từ Hồng Kông, Trung Quốc cũng quan sát được khoảng 33% nhật thực hình khuyên ngày 26 tháng 12. Việt Nam chỉ quan sát được nhật thực một phần, trong đó mặt trời bị mặt trăng che khuất lúc cực đại ở thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 70%, Hà Nội khoảng 40%.